bạn nghe tiếng tép hay không? Cực kỳ hay luôn. Vừa tâm tư làm mất nên khi đôi em mất thôi chuyện buồn dương gian lần mất đưa ta đi về nguyện thủy hai người mùa yêu như muôn ngọ cùng về ngôn ngữ tình làm băng dấu đôi ta bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ta đến đỉnh tuyệt vời đêm lặng lòi giấc mơ mồ côi người đi chưa đợi sang đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui vui sương hương quê hương và bé nhỏ tình này còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ chơi đất mơ. Mình mời các em đeo tai nghe và thưởng thức thêm một đoạn nhạc nữa nhá. Em test hai thể loại nhạc cho bác cùng nghe. Các bác nghe em kết nhất là cái tiếng tép này, nghe nó phê lắm. Bát nó sâu ở một phần rồi nhưng cái tiếng tép con này nó leng keng lách cách rất là hay luôn. Ủa? Tép mà tơi, thùng tép neo. Thực sự luôn, nếu các bác sử dụng này, các bác mua những đôi loa CBL Tech ấy, những dòng loa đến thương hiệu Đức này ngày thì các bác chỉ mua sử dụng driver tép thường thôi. Đến hôm nay như mình nhập được đôi loa tép neo cực kỳ hay luôn. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách nhất là cái tiếng tép nó thực sự luôn. Đôi loa đây là đôi loa bát hai năm mà em rất là tâm đắc ở cái phần đó là cái tiếng tép nó rất là hay. Tép trong này tép sử dụng tép là tép leo uranium liền khối bác nhá. Và xin giới thiệu bác, vừa rồi em chỉ test nhạc thôi, cũng chưa giới thiệu đến bác chi tiết đến đôi loa này. Thì trước khi em review đôi loa này thì báo cáo bác tổng lô là em về tổng cộng là 35 đôi loa bát 25 bác nhá, và 20 đôi loa bát 30. Bát 30 cũng sử dụng tép neo và bát 25 cũng sử dụng là tép neo. Đây là dòng loa CBL Tech, dòng loa đến từ thiệu của Đức các nhá. Quá quen thuộc rồi các bạn. Ở trong này thì là bát 30 này, em chưa dọn đâu. Thằng bãi em về thì nó hơi bụi bẩn tí các bác ạ. Ví dụ như bình thường ý, gọi là nếu mà em nhập về chỉ 2 bát đôi ý, có thời gian cho là tuốt tát rồi, nhà vệ sinh rồi.
thì quay cho bác nhìn nó sạch sẽ hơn, nhưng mà các bác đến với kênh em thì khác. Bên em cả bán buôn cả bán lẻ nên là cái số lượng loa em về ấy, cứ theo lô một thôi. Lô mà thì lô nó rất là to, không phải ai có thể ôm được đâu các bác nhá. Và cùng với lô này thì có cả loa tét thương của Nhật, anh em lấy lô nào cũng được. Tét thì nó có cả bát 25 của tét nhá. Giá em sẽ bán bằng CB đến từ đất nước thượng Đức, tét đến từ hiệu của Nhật, đều sử dụng driver giống nhau là bát thường tem neo. Em với mình thực sự bán đôi loa bát 25 này thị trường anh em hiện tại đang bán ấy với mức giá lanh quanh 6,5-7 triệu. Ấy quên tắt anh cái quạt vậy, anh quay điện thoại mà nó thổi quạt vào đây rồi nó xì đấy. Quạt này. Tắt đi. Tắt tạm thời đi. Anh em thị trường đang bán mức giá 6,5-7 triệu và ngày hôm nay các bác mua được mức giá tri ân đến toàn thể các bác với những cặp loa tuyển đẹp như ngày hôm nay với mức giá là 5,5 triệu đồng các bác nhá. Và thật sự là từ xưa nay em chưa bao giờ bán đôi loa nào 5,5 triệu mà sử dụng driver tiếp neo, mở những dòng loa mà thị trường anh đang bán bao nhiêu năm nay rồi đấy. Hàng trong tình trạng về rất là đẹp các bác nhá. Hàng đẹp là gì ạ? Là hàng về thùng quách không bị bể vỡ thì còn là hàng đẹp các bác nhá. Còn các bác đừng nhìn vào cái vết gọi là sức sát nhẹ này, đừng tính làm gì cái này ấy. Thì tí nữa em lấy lọ sơn em xịt nhẹ cái là đẹp long lanh 90-95% ngay. Vì số lượng em về nhiều em không thể là em về cái là em về ngồi em ấy được. Em đây là bán đâu dọn đến đấy vì số lượng về nhiều. Và quay vào cặp loa bát 25 ngày hôm nay, đô la tech em mình bán giá đấy nha bác nhá. Tech em cũng về được khoảng độ 10 thôi. Model là CBL Techmayo KH10 đấy. Đối dòng này thì nó tép neo, các bác không phải riêng dòng CB mà các bác mua tất cả những dòng như DK hay là những dòng như hôm trước em về như DMX cứ thử tép neo thì công suất nó rất là vừa phải vì nó độ nhạy nó cao. Thì con này công suất là 200W, lỗi chở 8 ohm, các nhá, đánh được trên cả những chiếc âm ly như 506, trên những con đẩy tầm 400-500W thôi là bác đánh thoải mái rồi các bác nhá. CBL Tech để mã CD này. Bớt bắt vào dần đi, bớt anh đôi này thôi, anh em bắt vào dần đi. Bắt đầu tầm 12 giờ rồi, nghỉ trưa thôi, em quay đúng giữa trưa các bạn. Không thì không kịp thì dựng lên để sát vào đây này, để mà nghỉ, chiều bắt. Bắt tạm thì không bắt cho anh tí vào muộn tí cũng được. Ông này ông mới làm buổi đầu, ông không quen sợ ông mệt. Với dòng bắt 25 này thì bác biết rồi, sẽ phù hợp cho bác đánh ở không gian từ 20, 25, 30 và 35 m². Tại sao lại đánh không gian rộng vậy? Thì nó vì bởi vì sự driver nó tép neo. Của tép neo liền khối bác nhá. Series đi cùng luôn. Luôn này các bạn. Mã series của nó là RG2013, là con này đời 2013 này nó sản xuất này. Đấy. Các bác nhá. Như đi hàng xịn rồi, bao năm trời rồi neo nó còn rất là sáng các bạn. Neo nghĩa là cái bích từ cái nhíp nó rất là sáng. Và cái lô này thì bác đi thì nó sẽ có hai đời. Nghĩa là một lửa gọi là 30 đôi thì một 15 đôi nó sử dụng đời là 2 phân tần. Các bác nhá. Đời 2 phân tần này. Đấy nó bus smart city này, KH10D. Đó là gì chưa ạ? 2 phân tần, 1 phân tần cho loa bát và 1 phân tần loa chép các bác nhá. Đấy, phân tần này sản xuất 2012 này các bác này. Đấy. Và một đời của nó nghe bát chép giống hệt nhau nhưng một đời cũng có khoảng 15 đôi. Đây. Một đời là 1 phân tần, 1 phân tần thì nó sử dụng 1 phân tần nó to gấp đôi. So với 2 phân tần các bác nhìn thấy đây. Nó sử dụng 2 quận cảm, 2 tụ và 2 trở thì con này nó sử dụng này. 2 quận cảm. Đấy, 2 tụ và cũng chỉ 2 trở thôi. Đấy, nghĩa là tách đôi ra thôi. Nghe đời trước đời sau thôi các bác nhá. Đấy. Con này cũng đời 2012 này. Cái kia mùng 8 tháng 8, con này là tháng 12, 17 tháng 12 2012. Nghe phân tần này nó đời sau. Đời sau nghĩa là đời ra sau ấy, con này đời trước này. Đấy, đời ra trước các nhá. Trước mấy tháng thôi, nghe nó hai đời phân tần, một dòng 1 phân tần và một dòng 2 phân tần thì em bán giá tiền như nhau. Đấy. Thì em muốn quay luôn, chẳng lẽ quay để tách hai video là nghe em định quay bỏ ra 15 đôi đời 1 phân tần và 15 đôi hai đời 2 phân tần quay riêng nhưng mà tiện lên quay luôn. Vì tổng lô này về đẹp lắm các bạn. Nó sử dụng một bát của nó bát từ 17, các nhá, cái dòng bát là bát từ 17, coi 63, chép coi 44 các nhá. Chép neo coi 44, cái dòng này chép 25. Chép neo của 25 nhưng mà sử dụng trên driver chép neo bắt 30 hoặc 40 nhá, chép rất to luôn. Đấy, Mercedes RG 2013 này.
và CD của Vân Bát. Đối là cửa điểm chung của dòng loa CB đó là cái gông của nó hay sử dụng gông kép này. Hồi lần trước Hiếu Minh về dòng CB rồi thì lần này dùng driver tép neo, nó quá mạnh, tiếng tép nó tơi, nó nhuyễn, nó hay. Và dâu nó dâu lổi nhá, thì hai dâu lổi này. Dâu sử dụng 100% dâu lổi ấy. Đấy. Bát rồi rất sâu luôn các bạn. Bát nó sâu hẳm luôn. Để bác nhìn đây thì cái độ thì tiếng bát này. Đấy. Rất là sâu luôn. Rất sâu luôn. Nếu bụi thôi thì em sẽ lau. Với 5 triệu 500 ngàn đồng thì các bác dễ dàng phối ghép với những bộ dàn chỉ tầm khoảng độ là 10 triệu 12 triệu thôi. Thực sự tuyệt vời, sử dụng driver rất mạnh. Đấy, tép neo. Đây có lẽ là xin phép các bác, đây là lô loa cuối cùng mà em Trí Ân trong cái tháng này. Vì cái cửa hàng sự kiện này mình tập trung đồ hết xong hết rồi. Thì chắc ngày mai kia ngày đẹp thì đó em sẽ bắt đầu bán hàng đến bằng cái bảng sự kiện, bán bát kép rời, thùng quách rời cho các anh em chơi và những dòng loa Array nhập khẩu các nhá. Đây là nên là đây sẽ là lô loa cuối cùng mà em chia đến toàn thể các bác. Đấy, chia đến toàn thể các bác nhá. Với mức giá 5 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Tiếng chất âm cực kỳ hay và nói đến CB thì quá quen thuộc rồi. Nó khỏi tên một cái dòng loa thương hiệu lạ lẫm CB Autech, nó quá quen thuộc các bạn. Quá quen thuộc anh em rồi. Model KH10. Thật sự luôn là lần đầu tiên mà mình cũng là lô hàng cuối cùng mà em chia đến toàn thể anh em trong ngày hôm nay. Cái dòng này thì đánh nó tiếng hay hơn cả những dòng như là DK, KH10 hay dòng DMX nhá, là không ăn được đôi này đâu. Đôi CB này tiếng hay lắm. Tiếng hay hơn nhiều, tép nó nhuyễn hơn. Đấy, cái độ tép nhá, tiếng tép của nó nhuyễn hơn rất nhiều. Thiết kế là dòng này có trái phải nhá mọi nhá. Đây, quay. Khi em bán cho bác anh sẽ có trái phải theo lô. Trái phải nhá. Có những đợt thì em về ấy, có một số mã loa nó sẽ không có trái phải, nhưng cái dòng CB này sẽ chia sẻ sẽ là có trái phải nhá. Cái dòng khai không có trái phải như dòng B3 là gần như em về những dòng thùng nó sẽ vát giống nhau. Nó không có trái phải, những dòng CB này sẽ có trái phải cho anh em. Và trong một clip em review cũng là buổi trưa ngày hôm nay, review chi tiết đến loa CB Autech Model KH10 dùng driver tép neo. Hay các bác có thể có nhu cầu mua loa test kiểu vậy, loa test 325 cũng với giá này luôn. Loa test thì em có thể test ở clip sau cho anh em. Đấy. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Đây là lô cuối cùng mà em nghĩ là tri ân đúng giá tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Thì với mức giá 5,5 triệu bây giờ các bác không thể mua được đôi loa tép neo được đâu, mà những dòng tên thương hiệu nổi tiếng bây giờ. Đấy. Bác chỉ mua những dòng loa tép thường thôi. Còn bây giờ thì mình xin phép là cũng là review, cũng là tri ân đến toàn thể ba anh em lô loa cuối cùng trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này đến lúc em mở xưởng, thì xưởng ngày mai kia bắt đầu khai trương rồi. Đấy. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhá, và xin ái chào tạm biệt bác nhá.